Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại giải Custom tại kênh của Quang Ngọc Trinh và chỉ được trực tiếp trên Nemo TV gạch chéo Quang Ngọc Trinh. Giải đấu của chúng ta ngày hôm nay đó là giải với thể thức là đua. Đi mẹ tiếng game của tôi đâu? À đây rồi. Giải đấu của chúng ta sẽ là thể thức là đua. Người giành top 1, ví dụ như hai bạn giành top 1 thì sẽ được giải thưởng đó là 20 đô và chế đôi cho mỗi người là 10 đô. Còn lại những người khán giả ngồi xem của chúng ta cũng rất là may mắn khi được rút thăm may mắn chúng cho mình được những địt mẹ phần quà giá trị, ví dụ như là địt mẹ thẻ điện thoại Gardena, thẻ Gardena 200k, thẻ Gardena 500k, hoặc là một chiếc địt mẹ con chuột, hoặc là một cái gì đấy. Nếu như số lượng view của chúng ta càng ngày càng tăng, địt mẹ được vãi luôn. Máy bay của chúng ta bay từ khu vực là Military Bay, sẽ bay đến thẳng đến khu vực là địt mẹ Starber các bạn ạ. Rất oải, cái vòng bo này thì chắc chắn là bo ở địt mẹ Military Bay mất rồi. Vậy là tất cả các player của chúng ta đã quyết định họ nhảy ở khu vực bên đảo Military Bay. Không biết là ở đây trong ngày hôm nay chúng ta có một khách mời, đó là anh già của DJ Chip. Không biết là anh già đã quyết định đưa người đồng đội của mình vào vị trí nào ở trên cái bản đồ này. Nhưng mà sao đéo nghe tiếng game nhở? Đủ má mày. Sao đéo nghe tiếng game ta? À đây rồi. DJ chip. Đây rồi. Chúng ta hãy cùng xem góc máy của anh già. À, vậy là anh già đã quyết định rủ người đồng đội của mình bay sang khu vực remote để loot. Khi mà loot xong cho mình đủ những trang bị và những lượng đồ rồi thì sẽ quyết định quay trở lại với khu vực đảo Military Bay. Đi thuyền là một quyết định vô cùng hợp lý đến từ vị trí của người anh già. Đúng các bạn. Kinh nghiệm đã thể hiện ở đây. Không một ai nhảy sang khu vực remote cả, chỉ có một mình team của DJ Chip mà thôi. Rất là ok, ổn áp. Ở đây chúng ta có khu vực của địt mẹ Drowty. Địt mẹ lag à? Xin lỗi các bạn nha. Ôi, ở khu vực Military Bay, chảo lửa của chúng ta rất là đông. Coconut. Địt mẹ, nghe tên quen quen nhở. Nghe như kiểu địt mẹ tên mấy ông đá chim ấy. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta cũng chơi đi. Trận đó, cái custom ngày tôi ngày hôm nay là sẽ mở rộng cho tất cả mọi người cùng chơi, cho nên tôi sẽ không cấm, tôi cấm đoán một ai cả, ai chơi cũng được. Các bạn cứ yên tâm một điều như vậy. Tôi thì tính tôi là không bao giờ tôi chấp nhận những cái kiểu địt mẹ đá chim, đá chủng cái thứ vớ vẩn. Ok, chúng ta hãy cùng xem tiếp theo các khu vực ở bên ngoài một chút. Vậy là Kotex nó có mạng của Phong Cu, Victor Elizabeth nó có mạng của Cường Béo. Lần lượt các player của chúng ta nằm xuống, chỉ có mới 2 phút đầu game thôi mà đã có giao tranh rất là nhiều rồi. Ở khu vực cầu, chúng ta hãy cùng xem khu vực cầu một chút. À không, đây chỉ là một vị mạng đi thuyền mà thôi. Xem chỗ nào nóng bỏng nhất nào. À đây rồi, đây. Trong khu vực Military Bay, đây là khu vực trong vòng bo. Kawaii TV đang giao tranh cùng với lại cả Yamate. Một viên vào đầu, nốc cho mình vị trí của Yamate. Chỉ có một mình lại Trần Anh Kiệt mà thôi. Anh Kiệt đang ở ngoài khu vực, có thể chạy vào cover cho người đồng đội mình kịp được không? Vậy là thành công rồi. Trần Thị Kiệt chứ đéo phải là anh Kiệt, thì phải tôi nhầm một tí các bạn ạ. Đã cứu được người đồng đội Yamate của mình. Vậy là người phải dừng lại ở vị trí số 47. À không, 48. Không, 49. Đó là địt mẹ vị trí của tên là gì tôi cũng quên con mẹ mất rồi. Vậy là Yamate và Trần Thị Kiệt đã địt mẹ đéo hiểu sao tên là Trần Thị Kiệt ạ. Phải lồn, chiếm cho mình được khu vực ngôi nhà trong bo rất là đẹp này rồi. Và chúng ta cùng sang khu vực tiếp theo. Đó chính là ở khu vực ở địt mẹ đéo chỗ nào đánh nhau. À đây rồi. Vậy là hiệp 2K đã bị lốc bởi độ học giỏi. Anh độ trốn vào nao làng à? Và bảo lớp phó. À đây là, đây là cùng team hiểu không? Quen nhau. Vậy là đã có cho mình cái mạng của hiệp 2K rồi. Team 45, họ đã có cho mình 2 kill, chia đều cho mỗi người 1 kill, khá là hợp lý. Chúng ta cùng xem tiếp những khu vực khác. Ở đây có giao tranh đây rồi. Vị trí của địt mẹ Nét Tại Dũng đang bị địt mẹ focus vào vị trí của bởi địt mẹ thằng nào bắn đấy? À, 27 Đéc và Kim Đức các bạn ạ. Hai bên đang giao tranh, cũng chưa có gì thì bạn nguy hiểm cả. Có thể thì bạn tôi quay cam là hơi ngu một tí, nhưng các bạn cũng hết sức thông cảm với tôi nhá. Tôi đéo nhớ mấy cái quay cam này nó như thế nào đâu. Có gì các bạn thông cảm với tôi một tí đi. Mẹ làm sao để tôi quay lại kiểu cam rộng rộng một tí nhở? Đủ má mày. Đây là góc nhìn rồi. Bấm nút như nào nhở? Hiện tên lên rồi. Vậy là bây giờ vị trí của Leo Lock đang bắn nhau với lại thì bạn thôi xong rồi. Leo Lock nằm xuống ở vị trí số 45. Rất tiếc, chia tay với lại team của địt mẹ Leo Lock, Chicken Winner và Phong 89 đã dành cho mình mỗi người một mạng, vô cùng hợp lý. Tiếp theo ta quay trở lại với lại vị trí của anh già DJ Chip để xem đã có cho mình được những lượng trang bị gì rồi. Ở đây thì đây, DJ Chip đã có cho mình được một khẩu Skyline, ống ngắm bao nhiêu thì đéo biết. Anh bật
bật mic lên nói được không ta? Alo anh ơi, alo anh ơi, anh ơi, đéo nghe gì cả. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng để cho DJ Chip lút tiếp, chúng ta quay trở lại những khu vực nóng ở trong bo. Ở đây thì vị trí của LG Gaming đang giao tranh cùng với lại team, vậy là đi mẹ làm rất gọn đến từ vị trí của Storm các bạn ạ. Làm luôn hai mạng. Vậy là nó có ba mạng ở vị trí của Storm rồi. LG Gaming của chúng ta chỉ việc đi theo và loot cho mình được những trang bị cần thiết mà thôi, không cần phải bắn làm lồn gì cả. Ôi ở đây có giao tranh luôn ạ các bạn. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Vì Phan Khoa đẩy, Khoa đẩy lồn gì kia. Khoa đẩy đéo gì, đang bắn nhau với vị trí của Đạt Đương. Đạt Đương đang, ôi có một góc bắn rất tốt. Khoa đẩy đang đi mẹ là ở vị trí rất là khó các bạn ạ. Từ từ các bạn, để tôi đang bị khô mồm quá, đéo nói được. Đây rồi, Khoa đẩy ngu. Vậy là Khoa đẩy ngu chắc chắn sẽ phải nằm xuống ở đây thôi. Hai người đó là Phúc Con và Đạt Đương. Đạt Đương đang đẩy lên, Khoa đẩy ngu nằm xuống ngay lập tức. Vậy là đã dừng lại ở vị trí số 42. Tìm Khoa đẩy khôn, nhầm chị đi mẹ. Tên dài quá, đéo thấy gì cả. Khoa đẩy khôn đã phải nằm xuống ở vị trí số 42. Chúng ta hãy cùng xem những... Ở đây có vị trí của team số 16. Đó là Black HVH và Viễn Cute đang canh khu vực cầu. Cầu này là cầu Mita, ở khu vực đầu cầu. Black ném cho mình những quả nết ra ngoài để xem chúng ta cùng đi bạn làm sao tôi có thể quay mắt tổng được nhờ. Ừ là góc tự do, bấm spec. Đúng vậy, đi con mẹ sao đéo nói sớm vậy. Ở đây vị trí của chỉ có một mình vị trí của BB Agassin thôi. Ở trên bên này, bên kia đường chúng ta có vị trí của Viễn Gute. Bên này chúng ta có vị trí của Black NVH. Heo meo meo đang di chuyển qua khu vực cầu rất khôn khéo. Anh ta không đi khu vực đường mà anh ta đi khu vực củ lồn, là đi khu vực dọc bờ biển, nhưng không, là quyết định chạy vòng đi kiếm thuyền chứ không đi thẳng qua cầu. Vậy là bây giờ chúng ta cùng đợi xem vị trí của Agassin có thoát được khỏi khu vực này không. Khi mà anh ta có cho mình được một chiếc xe UAZ, liệu có khôn khéo lên xe để bỏ chạy không? Lên xe chạy đi em ơi, chứ còn lồn gì nữa. Ném cho mình một quả sấm mốc ra ngoài, liệu rằng Viễn Cute có biết được. Ủa lại ném cho mình một quả nết lên trên, vẫn không làm được gì cả. Ở một nơi khác thì Snoopy đã có cho mình mạng của Captain rồi. Dũng Tony anh ta di chuyển không, lại quay lại rồi, ngửi thấy mùi của Viễn Cute và Black ở đây, quay ngay trở lại. Vậy là BBB của chúng ta có thoát được không? Thoát được không? Thoát được rồi. Di chuyển sang khu vực nhà đôi, có vị trí của Frozen ở đó. Ui đi con mẹ mày, đen vãi lồn em ơi, lật xe nữa. À không, vẫn đi được. Di chuyển khu vực nhà đôi, liệu rằng BBB có thoát khỏi được không? Khi mà đi mẹ sẽ lại dừng lại đây. Thôi em ơi, dừng lại đây là sai lầm vãi lồn rồi. Ở đây chúng ta có một cái thính các bạn ạ. Ai đây, bắn nhau. KOS Ben cộng với lại KOS Nguyễn Thành Long đang giao tranh với lại đéo giao tranh với ai à? Thế là tôi bấm nhầm đấy. Ở đây chúng ta có đi mẹ đây rồi, ba team đây rồi. Đặt đường một phút con. Sau khi đi mẹ có cho mình được hai cái mạng ở đâu đấy tôi quên mẹ mất rồi, thì đang sắp sửa có một cái mạng thứ ba. Vậy là Khang Ngố đã phải nằm xuống. Vị trí người bạn của Khang Ngố ở đâu? Người bạn của Khang Ngố ở đâu? Bạn của Khang Ngố à đây, Minh Béo. Minh Béo vẫn còn đang mải mê đi mẹ phải đi ấu dâm ở một vị trí khác, không quan tâm người bạn của mình. Vậy là Minh Béo có thể sẽ là phải người nằm xuống tiếp theo. Vậy là Phúc Con đã có cho mình cái mạng của Minh Béo. 4 kill dành cho vị trí của Đạt Đương và Phúc Con. Liệu rằng họ có làm gọn 2 kill của các thành viên ở trong nhà, đó là Cường Bé và T1 Tiger không? Phúc Con đã bị nốc rồi. Đạt Đương ném cho mình quả sấm mốc ra để cứu cho mình người đồng đội. Phúc Con đẩy lên, đó là vị trí của T-Tiger. Rất căng thẳng. Vậy là Đạt Đương Phúc Con đã phải nằm xuống rồi. Tôi cứ nghĩ đây là một ứng cử viên sáng giá chức vô địch, nhưng không. Đi mẹ rất tiếc để cho vị trí của Đạt Đương ở Phúc Con. Vậy là ngư ông đắc lợi, người hưởng lợi đó chính là team 1 TG và địt mẹ Cường Bé Bỏng của chúng ta. Chúng ta cùng quay trở lại với vị trí khác. Bây giờ thì vị trí của DJ Chip có cho mình mạng của Nguyễn Kim Quang. Chỉ có cho mình đâu rồi? À đây rồi. Một khẩu SLR và ống ngắm 6X bắn rất tốt đến từ vị trí của DJ Chip, liên tục với tình huống bắn vào mồm. Nhưng bây giờ vấn đề khó cho anh già cộng với người đồng đội của mình rồi, làm sao để vào bo đây? Thế mới là vấn đề. Vào bo kiểu gì bây giờ khi mà cái vòng bo rất khó, khó vãi lồn luôn. Chúng ta cùng xem vị trí của Vua Xì Gang nào. Những góc kề rất đẹp từ vị trí của Vua Xì Gang, vẫn cố ném quả smoke ra để cứu cho mình người đồng đội của mình. Nhưng không, người mà tốt hơn đó là DJ Chip. DJ Chip, người anh của chúng ta đã có cho mình được hai mạng. Rất tốt.
Hãy cùng xem nào. Hai mạng ngon ơ. Bắn thế này thì làm sao mà các em đỡ nổi. Đó chính là ở vị trí của Hữu Trọng cộng với lại vị trí của Địt Mạng. Baby 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 ninja ở trong khu vực nhà đầu cầu. Viễn Cute và người đồng đội của mình đã di chuyển vào trong khu vực bo mất rồi. Giờ chỉ còn lại ngoài bo là một số ít những thành viên. Còn lại BBB của chúng ta vẫn chưa chết. À, chiếm cho mình được khu nhà rồi. Bây giờ vào bo kiểu gì đây? Rất là khó. Chúng ta cùng xem điểm nóng ở trong bo đi. Ở đây rồi, chặn cầu, chặn cầu, chặn cầu. À không, chỉ đơn thuần là Viễn cộng với người đồng đội của mình là bơi ở khu vực bên dưới gầm cầu. Chọn một giải pháp an toàn để vào bo cũng được. Hợp lý, không có vấn đề. Ở đây thì game 414 của chúng ta đang sấy vào khu vực refund toàn. Và cộng với người đồng đội của mình đó là Devin Dadnet. Ở trên đó là... Ôi, địt mẹ hai ông này là cùng team với nhau à? Game S 414 TQ 1 Trung Quốc 1 Trung Quốc 2 à? Vãi lồn nhỉ? Cũng được. Devin Dadnet. Ơ, em ơi. Chết mẹ rồi, thằng này bị lag rồi. Xong rồi, địt mẹ lồn rồi. Thằng này bị lag rồi. Đen vãi lồn em ạ. Vậy là vị trí của Devin Dadnet của chúng ta đã bị lag. Người đồng đội của mình đó là... Người đồng đội của Devin Dadnet đó là refund toàn. Anh ta không hề... Không hề chạy theo bảo vệ cho người đồng đội của mình. Vậy là David Darknet, anh ta chắc là sẽ phải nằm xuống mà thôi. Đi con mẹ mày lại còn đi giật lùi nữa em ơi. À đây rồi, hình như là hết lag rồi thì phải. Hết lag rồi. Chạy đi em ơi, chạy. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với lại những khu vực khác. Ở đây đó là khu vực đầu cầu. Thì sau khi Viễn là người đồng đội của mình, đó là Black NVH bơi qua cầu thì lại quay trở lại chặn cầu ngược. Đó là một quyết định vô cùng đúng đắn đến từ vị trí của Viễn và người đồng đội của mình. Bây giờ thì là cái cầu này nó hoàn toàn là của Viễn và Bách và Black rồi. Refund Delete đang bị sấy ở vị trí của Phước Khanh. Liên tục ở những tình huống. Ở đây thì chúng ta có Blue Sky 02 và Blue Sky 03 vẫn đang ở ngoài bò. Vẫn đang ở ngoài khu vực bò, chưa có ý định địt mẹ. À không phải là chưa có ý định mà muốn vào bò vãi lộn nhưng đéo vào được các bạn ạ. Rất khó dành cho vị trí của Blue Sky 02 và 03. Lại ở ngoài này lại có cả địt mẹ vị trí của Sinman và dị nhân nữa. Ủa địt mẹ mày, dị nhân mà lại có cả địt mẹ mày X-Men, X-Mùng nữa thì thôi vãi lồn. Xong đầu cầu lại có cả vị trí của Hữu Trọng cũng như là địt mẹ mày Mickory. Rất khó dành cho tất cả các thành viên ở bên phía khu vực ngoài bo của chúng ta. Ta cùng xem khu vực trong bo là có giao tranh một chút gì đấy ở vị trí của Dung Tony. Có cho mình mạng của... Không, nó là Nguyễn Thanh Long. Có cho mình mạng của Frozen. Vậy là... Ôi, địt mẹ liên tục với tình huống. Quy Frozen có cho mình hai mạng, đó là mạng của Cao Red Band và Nguyễn Thanh Long, rất tốt. Frozen tôi và Frozen. Vị trí của Dũng Tony và Heo Meo Meo cũng vừa làm một cái lồn gì đấy để nổ xe, giờ tôi đéo kịp nhìn không ạ. Vị trí của Frozen đâu rồi? Tôi cần tìm vị trí của Frozen ngay lập tức. Đây rồi, đây rồi. Viễn bây giờ làm sao để vào bo được đây? Đức ai hí đang sấy, à không phải sấy. Mà là táp vào vị trí của Viễn Cute và Black NVH. Quyết định đẩy thẳng vào luôn khi biết Black, à khi biết Đức ai hí chỉ có một mình. Vậy là làm gọn không? Viễn bắn lỗi. Bạn thuộc về Black NVH. Rất may dành cho địt mẹ thì Viễn Cute. Suýt chút nữa là em phải lên bảng điểm số mất rồi. Một tình huống bắn cực kỳ lỗi từ vị trí của Viễn. Không thể tin được. Đã có một góc kê trước. Đức ai hí chỉ có một mình mà thôi. Nhưng Viễn không làm gọn được. Chúng ta có bắn nhau ở đây, DJ Chip cùng với lại người đồng đội Kaiser của mình đang bắn vào vị trí của địch mẹ Phước. Ôi, vậy là làm rất tốt đến từ vị trí của DJ Chip các bạn ạ. Làm ba mạng rồi. Liệu rằng team DJ Chip có giành được cái giải thưởng là 20 đô trong giải đấu lần này không? Chúng ta hãy cùng chờ đón các bạn nhé. Ở ngoài bo đó là Tùng đẹp trai. Vẫn đang, à không, thực ra Tùng có mình một chiếc xe, tôi nghĩ là Tùng sẽ vào bo được. Nhưng Tùng sẽ phải đi qua vị trí của DJ Chip. Mà chiếc xe này thì sắp nổ mất rồi. Liệu rằng Tùng có phải chết không? Địt mẹ vừa chạy xe mà lại vừa thắp hương ở đằng trước. Cái này thì đỡ thế lồn được à Tùng ơi. Vào bo và thả xe đi em ơi. Chạy bộ thôi, tầm này thì địt mẹ phải xe cộ cái lồn gì nữa. Đúng vậy, bắn cái xe đấy đi luôn em. Trước mặt Tùng là một chiếc xe máy. Tùng có nhìn thấy trước mặt Tùng là một chiếc xe máy không? Hình như là Tùng không thấy rồi. Tùng nhảy lên trên để check. Tùng nên có một giải pháp, đó là có một chiếc xe để vào bo. Tùng đã có một kill rồi. Có cho mình một khẩu AK cộng với lại địt mẹ mày ông ngắm Red Dot. Tùng chưa hề biết, Tùng vẫn ngắm ra ngoài bo. Đéo hiểu Tùng ngắm ra ngoài bo để làm cái lồn gì. Tùng ơi, địt mẹ ở bên phải em cơ. Vậy chúng ta cùng xem những cái điểm nóng khu vực trong bo bây giờ. Dường như
Dường như là địch về vị trí của Phú Vô Địch và Nguyễn Trọng Phúc đang là khu vực giữa bò. Vừa nói xong thì địch mẹ của Juventus đã phải nằm xuống dưới. Là một viên ca confirm đến từ vị trí của Nguyễn Trọng Phúc. Cái ép bạn là rất tốt. Ở đây chúng ta vẫn còn vị trí của địch mẹ. Ai đây? Kawasaki Z1000. Địch con mẹ Kawasaki Z1000 đang bị bắn đến từ vị trí của rất nhiều hướng. Bây giờ Kawasaki phải làm gì đây? Luống cuống mãi luôn, nằm im thôi. Làm thế đéo là được bây gì bây giờ nữa. Chúng ta cùng tiếp theo đến với vị trí của Ilyachik. Vậy là Ilyachik đã phát hiện ra vị trí của Tùng đẹp trai rồi. Bắn liên tục. Không hiểu một vấn đề gì đấy, không hiểu một chuyện gì xảy ra mà hình như là dị nhân cũng như Spiderman đã phải nằm xuống. Nhưng mà là một tình huống tự hủy các bạn ạ. Rất khó hiểu. Đây rồi, một viên SS cực kỳ chính xác, hai viên, ba viên. Bắn cực kỳ tốt đến từ vị trí của Black Nevius. Dường như là Black Nevius đang carry cái team của mình. Viễn Cute chạy theo, đéo giải quyết được cái vấn đề gì cả. Chạy theo, đéo hiểu làm lộn gì. Bắn thì không bắn. À không, nó cũng có tác dụng. Đấy, địt mẹ tác dụng là dê xe vào để mất một lượng máu rất nhiều. Trong khi đấy cái xe hình như là địt mẹ còn dễ mất lắm. Có cho mình cái ống ngắm 80 viên. Ui, viên có cho mình khẩu ốp các bạn ạ. Một khẩu ốp với ông ngắm 8x. Nếu như mà để khẩu ốp này vào rơi vào tay tôi thì thôi, vãi lồn thì mẹ mày, tôi cần đi hết cái map này chứ còn lồn gì nữa. Hở rồi. Viên có cho mình mạng của Necros. Một tình huống đi mẹ. Hai mạng lag à. Ui. Đấy là confirm hay là cái lồn gì đấy. Vậy là tôi nghĩ là sẽ cứu được nhau rồi. Địt mẹ bắn 5 viên ốp, chỉ giết được một người, cực kỳ lãng phí. À, được 15.000 rồi. Vậy là tôi đã cho các bạn rút thăm may mắn các bạn ạ. Các bạn đợi tôi tí. Đợi tôi tí nhá, để tôi sẽ cho các bạn rút thăm may mắn. Đẩy lên đến từ vị trí của NVH. Chúng ta cùng xem tình huống đẩy lên như thế nào. Liệu rằng Huy Duy GM, à Hiếu Duy GM có biết được rằng NVH đã đẩy lên gần tới nơi không? Vậy là Viễn Cute đã có một viên ốp khô không khốc bã thẳng vào mồm của địch mẹ với Hiếu Duy GM. Vậy là team của Viễn Cute và NVH đang đẩy vào trong khu vực. Trong này có người, có người. Bên trong đó là vị trí của Storm. Ngồi kê sẵn rồi. Viễn không biết gì cả. Viễn không trách. Viễn chạy thẳng vào cực kỳ tự tin. Viễn ngu vãi lồn, đéo thể tin nổi. Một khu nhà cực kỳ đẹp ở trong bo như này, nhưng Viễn không trách một chút nào cả. Ở ngoài thì người đồng đội của mình, đó là người đồng đội của Viễn, đó là địch bạn đâu rồi. Người đồng đội của Viễn đó là NVH đang ở khu vực bên ngoài. Liệu rằng NVH có làm nên kỳ tích trả thù cho người đồng đội Viễn Cute của mình không? Không, NVH quyết định chỉ đứng ở ngoài mà thôi. Không có quyết định là di chuyển vào trong khu vực căn nhà này. Chúng ta hãy cùng di chuyển sang khu vực khác để xem. À đây rồi. Vậy là team của DJ Chip và Kaito Six đã chiếm cho mình được một khu vực vô cùng đẹp ở trong bò. Đó là một khu vực trên đồi của địa bạn khu nhà chung cư. À không, khu nhà C ở trong khu vực Military Bay các bạn ạ. Có thể nhìn được trong khu vực Military Bay, có thể nhìn được ở trong khu vực địa bạn khu vực đéo gì? Khu vực đồi. À, DJ Chip phát hiện ra vị trí của Defend Delete rồi. Liên tục cái gì bóng bắn. Ôi. Anh già ơi. Ôi. Địt mẹ nó chạy như thế mà. Ui. Bắn tới này thì. Vậy là vị trí của Delete. Vị trí của Delete đã may mắn thoát chết vào những tình huống bắn vô cùng không chính xác đến từ DJ Chip các bạn ạ. Bắn thế này thì mất hết. Hàn Quốc Hàn cùng cái gì, lừa hết, cú lừa hết. Vậy là chúng ta quay trở lại với lại vị trí của địch mẹ Delete chắc đéo chết đâu. Ta cùng xem nào. Yamate. Ở đây thì DJ Chip và Kalsic đã bị bắn lên ở khu vực nhà C rồi. DJ Chip gần chết, chỉ còn cho mình. Úi sao tôi, DJ Chip chết mất rồi. Thôi xong, lại bị confirm đến từ vị trí của Hữu Trọng. Đèn vãi lồn anh ơi. Biết phải làm sao bây giờ, chỉ còn lại một mình người đồng đội của DJ Chip, đó chính là địch mẹ Kaito Six thôi. Ném cho mình quả smoke ra, vốn chỉ để loot đồ mà rồi. Ở đây thì Refund Delete cũng như là King Fuji đã nhìn thấy vị trí của Kaito Six rồi. Ở bên dưới là Hữu Trọng và địch mẹ Bitcoin cũng đang đẩy lên, khó cho Kaito Six rồi. Phải làm sao đây? Làm thế lộn là bây giờ đây. Kai ơi, Kai phải làm sao đây?
bắn từ hai hướng rất khó cho Kai. Ơ không, nhưng nếu như trong tình huống, nếu như theo hướng chạy này thì King Fuji và Defend Delete sẽ phải giao tranh với vị trí của Hữu Trọng và McCoy. Đây rồi, thấy nhau chưa? Đẩy lên một tí nữa đi. Hữu Trọng bị mất một chút máu ngoài bò. Vậy là có bắn nhau rồi, Kai Toxic sẽ phải nằm xuống mà thôi. Ôi đi, buồn cười vãi lộn. Vậy là Kai Toxic đã phải nằm xuống. Bitcoin có cho mình mạng của Deletit. À Delete chỉ còn lại một mình King Fuji mà thôi. King Fuji sẽ phải làm lộn gì đây? King Fuji làm lộn gì bây giờ? Làm thế nào đây? Chạy hay là cứu? Cứu hay là chạy? Đâu rồi? Địt mẹ King Fuji. Làm sao để kéo được tên nhỉ? À đây rồi. King Fuji phải làm lộn gì bây giờ đây? Chạy hay là cứu? Cứu hay là chạy? Vậy là có cái mạng confirm của Delete rồi. Mincoy đã có cho mình mạng của Delete. Vậy là King Fuji và Delete sẽ phải nằm xuống ở vị trí số 13. Rất tiếc dành cho team số 20. Chúng ta cùng xem khu vực nóng ở trong bo. Hiện tại ngoài bo thì đang có khu vực của Kid Z và Coconut đã có. Hình như là địch mà có cho mình một mạng. À không, chưa có mạng nào cả. Nguyễn Phú Trọng và Phú Vô Địch. Phú Vô Địch đang bị nốc. Cứu được rau rồi. Bây giờ vào bo như thế nào mới gọi là khó đây. Bây giờ Phú Vô Địch và Nguyễn Trọng Phúc phải làm sao để vào được bo. Đấy mới là vấn đề. Một cái bo rất khó. Rất khó. Mà bây giờ trên khu vực đường chỉ là một khu vực trống trải mà thôi. Họ phải pick cho mình cái bo để thu vào rồi. Làm sao để vào bo đây? Ok, chúng ta hãy cùng rút thăm may mắn các bạn nhá. Ở đây chúng ta sẽ có 3 chiếc thẻ Galena 200k. Ở đây chúng ta có 3 chiếc thẻ Galena 200k. Thế thì tôi sẽ cho các bạn rút một phát địt mẹ mày 3 chiếc luôn. Chứ còn lồn gì nữa, đỡ mất thời gian của nhau. Trung tâm địt mẹ mày cá nhân đó. Đây, rút thăm. Tôi cho các bạn giải thưởng đó là địt mẹ thẻ ga. Các bạn đợi tôi tí nhá. Rena 200k. Số người chiến thắng là 3. Bình luận là Quang Ngọc Trinh, X Nemo TV. Chưa ạ, thời gian sự kiện diễn ra khoảng 5 phút. Bạn nào mà nhận được giải thưởng ấy thì có thể liên lạc với tôi qua fanpage hay như nào đấy ở fanpage của tôi nha. Bắt đầu rút thăm may mắn. Các bạn nhớ chụp ảnh lại màn hình cái mà các bạn được trúng thưởng cũng như là cái ID Nemo của các bạn nha. Đây, bắt đầu rút thăm may mắn. 3 chiếc thẻ gây ra 200k các bạn nhá. Hợp lý vãi lồn. Ok các bạn ơi, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu của ngày hôm nay. Đó là địch bạn phải giải custom đua với trị thừa giá trị giải thưởng là 20 đô thành công người chiến thắng. Kawasaki Z1 đang di chuyển vào trong khu vực bo. Liệu có vào được không khi mà bị bắn rất là đau đến từ vị trí của bảo lớp phó và độ học giỏi. Kawasaki ơi, có làm được không? Rất tiếc Kawasaki đã phải nằm xuống mất rồi. Đèn vãi lồn em ạ. Ôi địt mẹ mày, đúng ra là nếu mà chúng ta cố gắng đợi một lúc nữa mà kéo được 20k ấy, thì địt mẹ chúng ta sẽ có 2 thẻ 500k đấy. Nhưng mà thôi, làm một thẻ ấy thôi. 3 thẻ 200k là được rồi. Độ học giỏi bảo lớp phó đang bắn vào vị trí của Coconut và Kip Z. Liệu rằng Coconut và Kip Z có đẩy sang không, chơi đúng kiểu húng chó không? Nhưng hình như không. Coconut và Kip Z đã quyết định di chuyển vào trong khu vực bo rồi. Một quyết định vô cùng sáng suốt. Mục đích của chúng ta là giành được top 1 chứ không phải là được nhiều kill hay ít kill. Nhiều kill hay là ít kill chúng ta không có giải thưởng đâu. Chúng ta chỉ cần top 1 mà thôi. Bảo lớp phó đã có cho mình được cái Aerobe này thì phải. Chúng ta cùng xem là cái Aerobe này có cái gì các bạn nhá. Hình như là bảo lớp phó đã ăn rồi thì phải. Xem nào, ăn mất rồi. Chỉ còn lại duy nhất một chiếc checkpad mà thôi. Bảo lớp phó, chúng ta cùng xem chiếc Aerobe đấy bảo có cái gì. Xem nào. Đó là một ống ngắm 8x thì phải. Ờ không, hình như chiếc Aerobe đấy đã bị ăn từ rất là lâu rồi. Đây rồi, đôi giày. Bảo lớp phó độ học giỏi đang chạm trán với vị trí của cái lồn gì đây. Black Window và 1Q123 các bạn ạ. Độ học giỏi đã bị phát hiện vị trí rồi. Xây không được tốt ở vị trí của Black Window. Vậy sẽ phải trả giá ngay lập tức thôi. Black Window phải nằm xuống. Chúng ta cùng xem người đồng đội của mình. 1Q xây không được tốt. Vậy là mỗi người làm một mạng cực kỳ hay từ vị trí của độ học giỏi và lớp phó. Nhưng không hiểu tại sao độ học giỏi lại bị nốc bởi quả nết của 1Q. Hình như là một quả nết đi. Nó là một quả nết kiểu tham minh thì phải. À đây, vậy là vị trí của bảo lớp phó của chúng ta có cho mình một khẩu ốp thì phải.
Để chúng ta cùng xem là ốp ai là người cầm ốp. À không, ôi đi mẹ, bằng một cách thần kỳ đấy tôi bấm sang mẹ vị trí của Cường Béo cũng như là vị trí của mạng người đồng đội của mình, đó là 2TG. Cường Béo bị bắn rất đau, chạy đi đâu đây Cường ơi? Cường bị bắn vào vị trí của Hữu Trọng và Bitcoin. Một quả lồn gì đấy Cường vừa ném ra, đó là một quả sấm mốc cũng như để giảm tầm nhìn của Bitcoin và Hữu Trọng mà thôi. Ở đây thì đi mẹ, 2TG đang đứng ở một gốc cây cực kỳ xấu. Bên trên là vị trí của Bảo Lớp Phó, đội học giỏi, Hữu Trọng, Bitcoin. Bên dưới là vị trí của Game44, T01 và TQ1 và TQ2. Vị trí này là cực kỳ xấu, 2TG nên di chuyển đến một vị trí khác. Ở đây thì đội học giỏi và Bảo Lớp Phó chúng ta cũng có một vị trí ở trong bom đã rất là đẹp rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái vòng bò tiếp theo nó sẽ bò sang đâu, góc trái, góc phải hay là chính giữa, hay là một vòng bò có lợi cho tất cả mọi người à các bạn. Chúng ta hãy cùng đợi xem vòng bò này. Nếu như một vòng bò vào giữa thì chúng ta có vị trí của 2TG đã nằm ở trong giữa bò rồi, nên nằm xuống. Wow, một tình huống tác cực kỳ tốt đến từ vị trí của Hữu Trọng. Chỉ một viên duy nhất thôi, Cường Béo đã phải nằm xuống rồi. Ở đây thì địt mẹ neo banana, không, chính xác hơn là chuối. Ở địt mẹ chuối của chúng ta đã phải nằm xuống với vị trí của địt mẹ độ học giỏi rồi. Những tình huống bắn cực kỳ tốt đến từ các player của chúng ta. Còn lại một bình refund toàn mà thôi. Một viên ốp vô cùng chính xác đến từ vị trí của độ học giỏi. Bắn như thế này thì đỡ thế lộn nó được. 14 kill dành cho địt Bảo Lớp Phó và độ học giỏi rồi. Bắn tốt vãi lộn, đã có cho mình khu vực giữa bò, một cái bò có lợi dành cho địch mẹ độ học giỏi cũng như Bảo Lớp Phó và địch mẹ TQ1 và TQ2. Hữu Trọng cũng như là Bitcoin đang địch mẹ di chuyển, có lẽ là vào bò tốt thôi. Ở đây có Coconut, chúng ta còn lại 8 player cũng như là 4 team. Hiện tại thì người có lợi nhất có vẻ như đó là vị trí của Bảo Lớp Phó và độ học giỏi, có cho mình được những cái lượng trang bị cực kỳ xịn như là ốp cũng như là địch mẹ SLR với ống ngắm 8x. Thấy vị trí Coconut rồi, không chính xác đến từ vị trí của Bảo Lớp Phó, bị bắn ngay lại, bị bắn lại ngay lập tức. Chúng ta cùng xem vị trí của độ học giỏi, đang check thấy vị trí của Bitcoin rồi. Một viên ốp chưa chính xác, Bảo Lớp Phó đã phải nằm xuống ở vị trí của Bitcoin. Rất khó ném sầm mốc là có cứu người đồng đội của mình không, quyết định là cứu rồi. Bây giờ ở đằng sau đó là vị trí của, đấy rồi, định đẩy lên luôn chứ còn có cặc gì nữa. Vị trí của KitZ đã phát hiện ra rằng độ học giỏi cũng như Bảo Lớp Phó đang bị bắn, thì Kit Z quyết định đẩy lên luôn. Thấy chưa, thấy chưa? Không, Kit ơi, Kit ơi, trước mặt em là hai mạng đấy. Không, con mẹ, Kit quyết định là đéo đẩy lên. Kit bắn rất chắc, thì không sao, cũng có lý của nó thôi. Thì phải giải thưởng của chúng ta là 20 đô các bạn ạ. Cũng có lý của Kit thôi, Kit không đẩy lên. Bây giờ Kit ném cho mình quả sấm mốc ra, độ học giỏi nằm ngay đây. Liệu rằng có Kit có bị bắn không? Coconut đã phải nằm bị nốc ở vị trí của Hữu Trọng rồi, rất khó chịu đến từ vị trí của Hữu Trọng cũng như là ôi, vậy là độ học giỏi cũng bị nốc. Ừ, đi hao này táp vãi lồn, Hữu Trọng cũng như là bị đánh Bitcoin táp bắt cả đái. Vậy là một tình huống sấy còn phơn cho mình hai cái mạng rồi, liên tục với những tình huống đi mẹ phải rỉa giấy rất khó chịu đến từ vị trí của Hữu Trọng và Bitcoin. Từ những tình huống chỉ cần táp ở xa thôi, nhưng độ học giỏi cũng như là đi mẹ Coconut đã phải nằm xuống rồi, rất tiếc. Bây giờ chỉ còn lại một bình Kit Z và Bảo Lớp Phó mà thôi. Kit Z đang bị kẹt, Bảo Lớp Phó quyết định di chuyển xuống dưới một chút. Ôi, một cái vòng bo có lợi dành cho Bitcoin và Hữu Trọng các bạn ạ. Vãi lồn. Ờ, xong rồi ạ. Thế thì ba bạn trúng thưởng có thể ba bạn trúng thưởng có thể gửi cho tôi cái chụp ảnh màn hình qua mail của tôi nhá. Địa chỉ email của tôi là bluebeestream@gmail.com. Gửi tôi ID Nemo cũng như là những cái hình ảnh mà các bạn được thông báo trúng thưởng nhá, gửi cho tôi qua email nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để tôi gửi cho bên Nemo. Với vòng bò có lợi dành cho địt mẹ về BC, Bitcoin cũng như là Hữu Trọng. Bây giờ thì game 4v4 từ nãy đến giờ địt mẹ cái team này từ nãy đến giờ không cần phải bắn nhau, chỉ nằm một chỗ thôi. Bây giờ bắt đầu mới bò vào trong bò, bắn rất chắc đến từ vị trí của địt mẹ mình. Hai thằng lại bò cạnh nhau luôn, vãi cả lồn. Bắn chắc vãi lồn, bắn thế này thì đỡ thế đéo đâu được. Ở đây thì chúng ta có vị trí của địt mẹ mình TQ1 và TQ2 vẫn đang trườn bò vào khu vực viền bò thôi. Hữu Trọng cũng như là Bitcoin thì đã ở trong bò rồi, chưa có một tiếng súng phát ra. Dường như các player của chúng ta vẫn đang giữ cho mình một cái vị trí dường như là kín đáo để không bị phát hiện, không hề có một tiếng súng nào cả.
bảo lớp phó cũng như là định mạng này kích Z không biết phải vào bò kiểu gì đây, vẫn đang me nhau, bảo lớp phó vẫn đang me với kích Z, hình như là bảo hết đồ rồi. Vậy là Mikoi sau một tình huống hình như là đá sạt chim phát hiện ra vị trí của định mạng TQ2 cũng như là TQ1, một quả nết cực kỳ tốt khiến cho TQ2 phải nằm xuống. TQ1 thì cũng gần chết, có cứu nhau không? Hình như là không cứu, ở ngoài bo rồi, cứu thế đéo là được. Vậy là Kit Z đã phải nằm xuống. Tôi dự đoán có vẻ như Hữu Trọng cũng như Mikoi đã giành được, sẽ giành được cái top 1 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ngoài bo rồi em ơi. Ôi trời ơi, cái bo này còn cứu nhau thế đéo nào được. Vậy là chạy, không cứu nữa, chạy. Có cho mình duy nhất một chiếc phất ếch mà thôi, bơm máu luôn thì còn đéo gì nữa. Chúng ta hãy cùng xem vị trí của địch mẹ mình Mikoi cũng như là Hữu Trọng. Có vẻ như là Hữu Trọng và Mikoi có cho mình 9 mạng rồi, bắn rất tốt. Bảo lớp phó nằm ở ngay đây, bị phát hiện rồi. Vậy là chỉ còn lại duy nhất một mình TQ mà thôi. Vậy là theo như tôi dự đoán, cái top 1 sẽ dành cho Hữu Trọng và Mikoi. Chúc mừng Hữu Trọng và Mikoi đã giành được cho mình top 1 trong giải custom lần này. 20 đô thuộc về các bạn. Hãy gửi mail cũng như là địch mẹ một cái con cặc gì đấy, ảnh chụp màn hình của các bạn, gửi vào địch mẹ địa chỉ email. Email của tôi đó là blubystream@gmail.com để nhận thưởng các bạn nhá. Vậy là chúng ta hãy chấm địch con mẹ mình kết thúc cái giải custom ngày hôm nay. Mệt vãi lồn các bạn ạ. Thề.